Nói chung ổng đi là ổng đi làm, bây giờ về bệnh này làm chịu khó cực lực thì công việc gì ổng cũng làm hết, cũng tội lắm, ổng cũng siêng năng lắm. Ổng về ổng mua chiếc xe, cho chiếc xe bán tải xong rồi ổng ngủ trong xe bán tải vậy đó. Ổng sống cái đời homeless nhưng mà ổng làm, ổng đi làm thêm đấy, rồi ổng xin tiền chính phủ, ổng được hưởng cái tiền trợ cấp chính phủ giúp ổng nữa đấy. Rồi ổng đi làm và bây giờ ổng im luôn rồi, ổng lặng luôn rồi. Tôi nghĩ chắc ổng kiếm số 4 sau này ổng về Việt Nam lại. Ông này mà ổng về Việt Nam mà sau này tôi nghĩ là ổng sẽ thành công, tại vì ổng chịu khó lắm. Các bạn biết ông chịu khó lắm, tại vì cái những cái năm tháng đầu đất nước mới đổi mới đó thì luật pháp rồi những cái mà người Việt của mình chưa gành nữa. Về rồi như ông Trần Trường, ông bị người thân của ông, cũng bị người thân của ông quốc ông dân vô dắt, chứ không phải là do như tụi bao que nó tuyên truyền, tụi chống cộng cực đoan nó nói ông bị về bệnh, bị cộng sản tịch thu lấy. Nhà nước Việt Nam mình không có đụng gì tới ổng, nói chung mà còn giúp ổng nữa, còn khuyến khích ổng nữa, ngân hàng cũng đáo hạn cho ổng nhiều lần lắm chứ không phải là không nha các bạn. Bên phía ngân hàng đó đáo hạn cho ổng rất là nhiều lần mà ổng trả không nổi, mà hỏi chứ chồng nợ, ổng làm, ổng nuôi cá, ổng gây giống, rồi ổng nuôi cá ba sa đó, ổng gây giống, ổng ương cá con đồ, ương trứng đồ hay lắm mà ổng giật lại không nổi. Một mình ổng làm sao mà kéo nổi một cái nợ. Các bạn về ổng cất cái nhà sàn đẹp lắm, ổng cất cái nhà sàn nó đơn giản mà nó đẹp, thì theo kiểu như tôi nghĩ vậy đó, nó mộc mạc mà nó đơn giản. Ổng về ổng cất cái nhà sàn, ổng hát cải lương hay lắm, ổng đờn cũng hay nữa, ổng hát những bài hát, ổng lúc nào cũng có tấm hình Bác Hồ trong nhà ổng, ở bên Việt Nam vậy đó. Ông cũng để tấm hình Bác Hồ ông thờ, và ông hát nhạc Bác Hồ nhiều lắm. Tôi phải nói là rồi sau này ông về, ông nói chung là ông thất thế rồi. Rồi ông về thì ông quay vô trong cái cộng đồng của người Việt ở Cali thì ông phải chịu lép vế tụi nó bắt ông. Các bạn biết tụi nó ác đến nỗi nó bắt ông phải quỳ xin lỗi á. Thì ông này xa cơ thất thế mà ông phải làm như vậy thôi. Phải làm như vậy, tại vì ổng sống ổng phụ thuộc gì tụi nó, ổng sẽ hacker thất thế, nó bắt ổng phải quỳ mà kỳ đó có ông Lý Tống nữa, bắt ổng nó họp báo cho bắt ổng phải quỳ xin lỗi. Ghê, nó ác dễ sợ, nó tàn nhẫn vô nhân đạo đến độ như vậy. Tới nơi một con người ta bị sa cơ thất thế đến độ như vậy mà nó sử dụng những cái thủ đoạn của chính trị, nó không có cái tụi mà bao que xỏ lá chống cộng ở bên Mỹ, nó không có cái tính gọi là nhân bản, nó không có tính nhân văn, và nó không có cái tinh thần dân tộc giống như các bạn nghĩ đâu. Tụi nó chỉ biết khát máu mà thôi. Bởi vậy tôi nói các bạn vừa rồi mà nó lật đổ được, tôi nói giả tỷ nha, nó mà lật, nó dùng cái chính sách vừa rồi, nó nghĩ rằng nó lật đổ được Việt Nam vừa rồi, ghê lắm chứ. Bây giờ nó vừa rồi nó nghĩ là nó làm được vừa rồi đó, cái trận đánh vừa rồi là nó nghĩ là nó đã làm được. Nhưng mà nó tính không bằng trời tính, các bạn biết nó tính không bằng trời tính, lưới trời lồng lộng như không thương. Vừa rồi phải nói là người ta ông bà mình tiền nhân có câu mưu sự thì tại nhân, nhưng mà thành sự thì phải tại thiên, các bạn nên nhớ. Người cộng sản Việt Nam của chúng ta có chân lý, đường lối cách mạng của mình rất là vững vàng. Tại sao những cái người, một số những thành phần mà chống phá đất nước, nó sử dụng cái khối cộng sản Đông Âu, châu Âu rồi Liên Xô rồi, nó nói rằng những cái khối cộng sản đó sụp đổ, tại vì cái chân lý và những cái đường lối cách mạng của những cái quốc gia đó nó hoàn toàn khác với lại cái đường lối cộng sản là lãnh đạo của Bác và Đảng Việt Nam của chúng ta. Người Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói là vì mục đích dân tộc, lấy dân làm gốc. Các bạn biết nên nhớ một điều là như vậy. Còn cái tụi bao que các bạn thấy tụi nó rất là độc ác, cho nên tụi nó lúc nào cũng hù dọa tôi, nói là tôi sẽ là Trần Trường thứ hai. Cái đó là chuyện hay bị lạ. Tôi với ông Trần Trường là một trời một vực.
một trời một nó đang nó ngày nó dọa tôi lúc trước, nó dọa tôi, nó nói tôi là Trần Trường thứ hai. Nó ra ngoài kia nó biểu tình, nó đã đạo, nó đòi trục xuất cuối cùng. Các bạn cuối cùng nó làm trò hề không các bạn biết không? Nhục không? Rất là nhục. Đụng cái cọng lông chân của tôi còn chưa được. Nó chịu. Nhiều thằng lên trên mạng này thì gần đây cũng vậy. Hầu đủ cách đủ kiểu á. Làm được cái gì? Giờ đây tụi nó rất là thù luôn. Tôi chẳng sợ. Tôi không sợ đâu các bạn. Tôi không sợ. Người nhà tôi ở bên Việt Nam sợ lắm. Người thân của tôi, nói chung là người thân tôi ở Việt Nam không có ai ở bên này chứ, không ai bên này, họ sợ họ lo cho tôi chứ lắm. Nhưng mà tôi không có sợ, ngộ vậy á, tôi lì đến độ như vậy, tôi rất là đối với tổ quốc quê hương của tôi là trên hết. Hiện nay tôi trong cái lòng của tôi nghĩ là vậy, và mãi mãi là như vậy, không có một cái thế lực nào mà có thể đánh bại được và làm tôi sụp đổ được. Tôi rất là vững vàng. Nói chung thì mỗi ngày một thông điệp để đặng mà mình nói lên, thức tỉnh bà con, những người yêu nước chân chính. Tôi chỉ mong và kêu gọi những người kiều bào, những người Việt Nam sống xa tổ quốc, quý vị là những người cần phải cất lên những tiếng nói để đặng mà đẩy lùi những cái thành phần chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Tụi nó đang phá hoại công cuộc phát triển đổi mới đất nước. Chúng ta phải đứng lên. Việt Nam và Mỹ hiện nay là hai quốc gia có phái bộ ngoại giao trên quyền lợi quốc gia với quốc gia. Chúng không có gì phải sợ. Quý vị không cần phải ra mặt giống như tôi. Không cần. Tại quý vị đang sống, một số anh tôi biết, anh chị em các bạn sống ở trong hang cọp. Còn tôi thì tôi không có sống trong tụi nó. Mấy chục năm nay rồi, tôi không có sống trong mấy cái lũ ô hợp đó. Tôi không có chơi với mấy cái lũ ô hợp đó. Cộng sản sướng không? Được không? Được không anh Danny? Anh Danny như vậy được không anh Danny? Cộng sản là phải như vậy anh Danny hả? Không nổ thôi, phải nổ cho giữ anh đen này. Nó ngó tụi mà nó kênh. Các bạn biết, ông nội cha nó cũng dám đụng tôi nữa.